quý độc giả báo điện tử Dân Việt, tôi đang có mặt ở trong khu vực rừng trẻ thuộc địa bàn xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Những ngày qua, người dân trên địa bàn xã này đã vào rừng để nhặt hạt dẻ mang về bán. Chào chị, năm nay rừng dẻ có cho nhiều hạt không? Năm nay thì rừng dẻ Quảng Lưu thì cũng cho người dân thì cũng được mua rừng được mua thôi, cho người dân cũng có thu nhập cái hạt dẻ. Công việc này có vất vả không? Vất vả, có vất vả. Vô thì đi thì đặt thì chủ có chủ không, chủ thì nhiều, nói chung là tuy cứ đảm cứ vạt, nhiều khi vô trừa vất vả dễ là nhiều. Đi từ lúc 7 giờ 8 giờ đến 5 giờ chiều về. À, một ngày thì mình đi nhặt được khoảng bao nhiêu? Một ngày thì mình nhặt được tầm 20 đến hơn 20 cân. Bán với giá như thế nào? Bán với giá là 20 đến 25. Nói chung là tùy theo dễ, dễ đẹp, dễ xấu, dễ lát sạch cái là bẩn nạ lại thì họ trừ nhiều. Một ngày cho thu nhập mình khoảng bao nhiêu? Một ngày cho thu nhập với khoảng 450 đến 500. Năm nay không được mua. Một ngày cả có đi một người bình quân được hơn 20 ký. Cho giờ bán giá được 500 ngàn, trên dưới 500. Công việc này có vất vả không? Ôi vất vả cực lắm. Đi cấm đông cấm bởi em ạ. Đi từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Đi tới nhà.